sau 4 ngày cover hoành lợi kiểm tra nha các bạn, lành hết trơn luôn, hiện hình mới hoàn toàn nha. Mà nãy quyết định lợi xăm thêm một hình nữa, đây hình cover mất hết trơn, xe chứ chú ơi, hình rất là tươi nha các bạn, lọt ra rất là tươi nha. Nó còn một lớp biểu bì nữa đây nè, đang bung mới mấy ngày thôi, mất hình cũ hoàn toàn, đang trong giai đoạn lành, bung hết trơn, màu rất là tươi, không thấy hình cũ nha. Rồi con xe trước, chú con xe bên hồng. Màu tươi lắm nha các bạn, hình cũ không thấy luôn. Ai có theo dõi của YouTube là sẽ thấy nha, thấy hình cũ nhìn mà anh ấy rất là quen nha các bạn, ở ngoài Hòa Bình vô Thái Bình. Nước nhỏ nè, tao chùi xẻ nó đi. Em buồn, đưa cái bút cho thầy ra. Thoải mái không? Anh này là mùng 9 xong, mùng 10 xong, hôm nay mùng 13 quay lại kiểm tra lành hết trơn, mất hình cũ mà rất là tươi. Lý do là chưa bung hóa là biết sao, là biến tắm ở giờ. Thật sự là ở đây xăm trong xuôi là bạn được phép được về tắm nha các bạn, nhưng mà mấy ngày đầu tắm nước ấm. Và chúng tôi khuyến khích tắm. Đây là hình cũ mất hết mà tôi lắm. Hôm nay mình lại kiểm tra coi bị lỗi chỗ nào, test nhẹ cái là hoàn thiện luôn. Và mình phải có trách nhiệm với hình của mình, chứ không phải là xăm xong xuôi là hết trách nhiệm. Hình xăm ở đây là bảo hành suốt đời, cho nên khỏi lo. Cứ cái hình hơi gần sửa là cứ tới đây, anh ấy mà bắt ba vô đó, bắt ba vô được có mấy ngày. Bây giờ vô xăm thêm cái lưng nữa, vô xây cho chú rồi. Đó, rồi quay từ từ ra phía trước. Ok, rồi chút xíu nữa. Ok, mình sẽ up chung cái tác phẩm cũ cho các bạn coi lúc chưa sửa nha. Còn này là lúc này là lành rồi nha các bạn. Đang trong thời gian bung. Để
kỹ nha. Ăn ấy không con? Ăn ấy rồi, ăn ấy thôi. Nhiều anh cứ nghĩ sửa hình dễ, đặt một cái vô mất, đặt vô lẫn lộn hình cũ hình mới. Đây là tác phẩm xăm 2 ngày liên tục nha các bạn, tác phẩm cover sửa hình 2 ngày liên tục. Và bây giờ hoàn toàn hiện ra tác phẩm mới, không thấy hình cũ nha các bạn. Và nãy yêu cầu quýnh thêm màu phong thủy luôn nha. Ở đây là chúng tôi làm vừa lòng khách luôn nha. Anh ấy hợp với màu xanh cho nên chúng tôi tập trung cho màu xanh nhiều, cho nên chúng tôi làm theo ý của khách nha các bạn. Vừa mới xong. Đây là chuyên cover, chuyên sửa hình nha các bạn. Anh ấy ở ngoài Hòa Bình vô đây nha. Vào Nam chỉ được 2 ngày duy nhất và phải tập trung cho sửa suốt. Ở đây có hình hư đen phù lùi nha các bạn, sửa qua 2 người thợ rồi. Anh ấy không thích khóa tròn nha các bạn, thích khóa vuông nha, cho nên chúng tôi khóa vuông làm theo ý của khách. Tại khách hàng người ta trả tiền cho nên mình yêu khách yêu cầu mình phải làm theo ý của khách. Thì khi nào mình trả tiền thì mình mới làm theo ý mình nha các bạn. Còn khách trả tiền thì cứ việc ý kiến là mình làm hết á. 2 ngày liên tục cho nên các bạn thấy nó sưng lên chút xíu mà không sao nha. Màu rất là tươi nha các bạn. Lột ra nó còn tươi hơn nữa. Lúc này quấn khăn ướt rồi các bạn thấy nó vẫn còn tươi hơn. Lột ra nó còn tươi hơn cái này gấp mấy lần nữa. Đây chúng tôi xài khăn ướt không nha. Không có xài khăn khô cho nên quấn lên cái màu thì các bạn sẽ thấy nó đỏ. Và lột ra nó sẽ tươi luôn. Tác phẩm này xong. Ân ý không con? Có. Ok đúng không? Chúc mừng năm mới con luôn nha con. Ok, cảm ơn con nhiều. Khách ân ý là ok nha các bạn. Đây. Ở đây gồng dắt dai nha, giúp phải dắt ở trên dai. Ok. Địa chỉ đây nha các bạn, 32 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha. Đó, 32 Thích Quảng Đức, phường 5, Phú Nhuận. Bạn nào có nhu cầu muốn sửa, muốn xăm gì tới đây nha các bạn. Mình sẽ up chung với tác phẩm lúc chưa sửa cho các bạn coi và các bạn so sánh nha.